Ok, đây là những cái bé ốc mượn hồn ha các bạn, quay về với tuổi thơ ha. À, không biết các bạn sao chứ ngày xưa mình mà đi học á, đến giờ ra về á, là có mấy cái chú để mấy cái rổ á, trên xe đạp rồi á, bán mấy ốc mượn hồn thì mình rất là mê ha. Đó, lâu lắm rồi mới gặp lại không, nhưng mà ở nhà mình cũng có nuôi mấy con bự bự, rất là ngầu luôn, đẹp. Đây là ốc mượn hồn ha, nãy ở bên cái chỗ rùa đó thì mình có nói con rùa là cái mai của nó là một phần của cơ thể ha, còn cái đây chỉ là căn nhà của nó thôi, khi nó lớn hơn size là có thể đi kiếm cái vỏ khác, cái nhà khác để nó ở ha. Đó, có một con rất là đặc biệt, ốc mượn hồn thì chắc mọi người cũng biết, đây là bạn cua dừa ha. Đó, đây cũng là một cái họ chung họ với nó, một khác dòng thôi, thì bé này nó không có xài mai, bé này nó chỉ là như vậy thôi, nó không có xài cái vỏ chứ lộn. Đó, và hai cái kèn rất là to. Đó, rất là đẹp ha các bạn, mê quá chắc phải sắm quá. Nó rất là dễ thương các bạn ơi. Ok rồi, thôi bây giờ nãy mình có xin phép anh Hòa cho quay những cái bé chó bu lì gọi là đẳng cấp của anh Hòa, thì anh Hòa anh đang chờ mình ở trước cửa chuồng, bây giờ mình sẽ đi qua bển. Cảm ơn em nhiều nha. Ok, sẽ đi qua bển nè, để anh Hòa anh chờ lâu. Ok, hey, anh Hòa ơi, sorry sorry. Dạ dạ, anh Hòa là quá nhiệt tình luôn, hàng đỉnh nha. Nãy giờ mình coi mấy bé ngoài kia là cũng là hàng dữ rồi, nhưng mà cái này còn dữ dằn hơn nữa, dữ mà mình liếu lưỡi luôn. Ở đây là một cái lồng để cho bé nó tắm nắng ha, và xô. À, anh Hòa đang nhờ mọi người đồng cầm ra nè. Quá này, mấy con kia anh phải tập đi ha, dẫn đi show, dẫn đi bộ, em thấy anh hay dẫn chạy phải đi show, chuẩn bị show thì mình mới làm. À, mà cái nết của nó huấn luyện nó dễ không anh Hòa? Rất là dễ hả? Đó, kêu hiểu. Nhưng mà anh Hòa là mát tay mà, với lại kỹ năng đầy mình mà. Đó, wow, nhìn cái là thấy khác liền, các bạn thấy không, cơ bắp của nó kìa, cơ bắp nó khác hẳn mấy bé trong kia em luôn. Nhìn ở trên anh chỉ xuống á. À, đúng rồi, nhìn trên chỉ xuống á, nó thấy được, quá là dễ thương luôn. Con này là con Hitman đó hả? À, con em thấy anh hay là cha của một đúng rồi, đống siêu phẩm luôn đúng không? Đúng rồi, một đống chứ không phải một con siêu phẩm nữa. Đó, đây là cha của siêu phẩm, này là da phả nó rất là cao ha các bạn ha. Lấy con có cơ ra đi con. Anh Hòa khi mà anh chọn lọc á, từ nước ngoài về là phải chọn cả một cái da phả các bạn ha, cha mẹ rồi ông nội, thậm chí là ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại là phải có cúp ở nước ngoài luôn đúng không anh Hòa? Cái này thì nó không có cúp. Không có cúp hả? À, nó chưa có những giải đấu hả? Đúng rồi, cái còn cái thóc sóc á, cái thì có. À, cái này thì anh chưa đem đi. À, chưa đem đi, với lại Việt Nam nó tổ chức nó không có giám khảo nước ngoài về. À, chưa có gọi là chuyên nghiệp đó. Đúng rồi. À, đó, còn có con phóc sóc là anh Hòa đi nước ngoài lấy giải rất là nhiều luôn ha, coi như là cúp treo đầy, thấy để nguyên cái kệ quân chương ở trong kia là kín mít luôn. Nhưng mà hình như ở nhà anh còn một, em thấy nó còn cái phòng anh để cúp còn nhiều hơn nữa. Đúng rồi, anh bỏ bớt rồi. Em quay như nè, em quay góc này nè. Anh Nam đứng đó luôn. Đúng rồi, em quay góc này nè, đó để thấy cái cơ bắp á. Đúng rồi, các bạn thấy khi mà nó đứng lên á, chứ đừng có quay nó tầm thấp, nó không có xô được cái cơ bắp ha. Đúng rồi. Khi bé nó đứng lên á các bạn, nó chịu cái lực vậy nè, chúng ta sẽ thấy hai cái bả vai nó rất là bự. Đó, không mà nó gấu thiệt quá. Đúng nó rồi, đứng cái tướng cái bè mình ở trên quay xuống, còn mình ở dưới kia quay á thì mình phải đó. Lên đây con đúng là cái hàng đỉnh nó có khác ha. Cái người mà không biết chơi á thì nó nhìn vô ta thấy nó như nhau ha. Đúng rồi. Còn giống con Igu cũng vậy á, còn biết chơi nhìn vô những cái đặc điểm nổi bật của nó là thấy mới thấy được cái sự khác biệt. Thì thật ra giữa cái đỉnh cao với cái kia á, là nó trên lệch một cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó là một cái khoảng cách rất là xa luôn, chứ không phải là đơn giản mà tạo ra được cái sự khác biệt đó ha các bạn. Đúng rồi. Quá là lực luôn. Đó đúng rồi em. Quá là ngầu. Nó các bạn thấy nó thứ nhất là nó có cái hai cái show, hai cái bờ dai.
xong rồi cái lưng nó sẽ có cái độ cong các bạn, từ trên chỗ này nó sẽ có cái độ cong xuống đây ha, cái đường cong ở đây, và nó có thắt cái eo và hai cái cơ đùi đó, hai cái cơ đùi. Nè em, em quay này đi em. Đó, chưa chưa, đây là, đây là con của X-Men hả các bạn? Đó, em quay cái khúc nào nó có, các bạn thấy còn rất là nhỏ luôn, còn rất là nhỏ nhưng mà cơ bắp nó đã phát triển rồi. Thì cái cơ bắp này nó đến từ cái gen ha, cái gen của con cha con mẹ. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, cái phần nhiều nó đến từ cái gen đó, cái da phả. Tiếp theo là cái chế độ chăm sóc về mặt dinh dưỡng đó. Về mặt dinh dưỡng nó ăn cái gì anh bà, để ăn cái gì để nó phát triển cơ bắp? Cơ không cơ là do gen chứ đâu. Do gen chứ không phải do dinh dưỡng hả? Ồ, bởi vậy cái gen là cái quyết định ha, cái yếu tố quyết định. Cái dinh dưỡng thì mình cho thì nó lên thêm. À, nó sẽ bung thêm thôi. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái dinh dưỡng. Đúng rồi. Ê, quên lộn, cái da phả. Cái da phả xong rồi mình chăm nữa. Chăm. Chứ nó đâu phải là, cái này nó đâu phải là dạng như chạy bộ hay tập luyện gì đâu. Không có, tức là không có. Không có luôn. Với lại cái dòng này á, mà nó ngoài nắng nhiều quá đó, và nó vận động nhiều quá là nó sẽ gọi như là khó thở ha các bạn. Đúng rồi. Đó. Cặp mắt đó kìa, nhìn cặp mắt đó kìa. Cái con mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Đừng có quay xa quá nó không có đẹp. À đúng rồi. Quay xa ra mình mới thấy được cái con này đó. Quay càng nhỏ thì nó sẽ càng có giá trị. À. Còn em quay càng bự thì nó không có giá trị. Đúng rồi. À. Tại vì cái này, cái dòng này là exotic, là mình chơi size mini lại. Đúng rồi. Mini nhưng mà vẫn giữ được những cái là, cơ bắp đồ. Nó gọi là micro exotic. À micro luôn các bạn. Micro nhỏ lại hả. Thì cái này là cái da phả quyết định ha, cho nên là đầu tư rất là nhiều cái tài chính để đón những cái bé này từ nước ngoài về, đó là con cha này nè, xong rồi nó mới làm ra những cái siêu phẩm này. Cho nên là không, cái này là phải có đầu tư anh bà. Nhiều người chơi thì cứ nghĩ là đợi may mắn á, có nghĩa là con bình thường mà coi như là hên xui á, thấp nhang để cho ra con đẹp thì cái đó khó đó anh bà. Cái đó thì cũng có, nó ra mà nó sẽ không có điều không, à cái tính di truyền nó không có, hên cái con đó thôi chứ đẻ qua đời sau nó cũng không có ra được, nó cũng nhất nhạt luôn. À, còn cái này, cái này là cái gen các bạn, có nghĩa là nó di truyền qua nhiều đời ha, một cái gen tốt, một cái gen xịn đó, là nó sẽ di truyền qua đời con đời cháu và tiếp tục như vậy nữa. Quá trời đẹp luôn, công nhận anh Quả chơi cái nào ông nào cũng đỉnh ha, chó cá các thứ luôn. Ok, thank you anh Quà nhiều. Ok, Quà rất là nhiệt tình luôn á. Kiếm xô con nào có con đó hồi nãy á, ở này sẵn hỏi lại, hồi nãy có thằng em ở trong kia nó giới thiệu anh mà mỗi lần anh bán tin là 40 triệu có anh bà. Đâu có đâu, bán tin là 69 triệu là con này. 69 triệu con này. Ờ. À, quá nhiều. 40 triệu là con thường á. Con... em ghẹo nó, em nói con chó của anh Hòa bán tin mới có giá đó chứ anh Hòa bán tin đâu mắc dữ vậy. Ok, cảm ơn anh Hòa nhiều. Ok. À. Hàng hiệu có khác ha các bạn ha. Hàng hiệu nó phải có khác. Nó chỉ lùng bằng gang tay đây thôi. Đó, nó cái chân nó phải thấp. Từ vai cho tới, từ bàn chân cho tới vai chỉ đúng một gang. Đúng một gang tay thôi. Như thầy thấy cái gầm nó gấp nhìn nó bề thế hơn đúng không anh Hòa? Đúng rồi. Đó. Màu này gọi là màu gì anh Hòa? Choco. Màu choco. À, quá đẹp luôn. Như cái dòng này mình có cần xử lý đuôi không? Hay là đuôi cái không, đại? Đuôi. Nó full đuôi thì càng tốt. À full đuôi mới càng tốt. Tại ha. Tại vì nó thi là nó chấm theo đuôi luôn mà. Ừ. Có những con người nó cũng không thi. Ừ. Không, rất là lực các bạn, nếu mà nhìn ở bên ngoài á, qua cái camera nhiều khi không thấy hết, nhưng mà qua cặp mắt bên ngoài đời của mình nó nhìn nó rất là lực luôn. Mà thân thiện anh Hoa. Con này hiền khó quá. À, quá thân thiện. Tuyệt vời. Cho vô lòng. Nó thở quá. Ok, thôi giờ mình cho bé nó đi nghỉ ha, nó ngoài nắng nãy giờ là đầu nó thở nhiều rồi. À, mỗi con nó có cái tính cách như vậy. Ok, thank you mọi người đã xem clip nha. Thank you. Phóng sóc hả? Dạ, giờ tôi phóng sóc luôn. Dạ dạ. Ok, còn đây là các bé phóng sóc ha các bạn ha. Nó rất là dễ thương, nó như cục bông gòn này đó. Ok, cho anh mượn một con nằm. Bé nào? Ok, thank you em. Ôi, nó đúng rồi, cục bông gòn luôn các bạn. Nhẹ tinh luôn á, nhìn to vậy nhưng mà nhẹ tinh luôn. Và lông nó rất là dày lông luôn các bạn.
Trời ơi dễ thương. Nè nhìn mặt em nè, mặt tiểu thư ấy sợ. Quá dễ thương luôn các bạn. Nó nè các bạn thấy không? Một nuôi lông luôn. Mấy bé này á được các bạn chủ á là chăm sóc rất là kỹ ha, cho đi spa rồi tắm rửa rồi chải lông rồi mỗi ngày, và được training để đi show, dự rất là nhiều giải quốc tế. Một lát mình sẽ chỉ các bạn cái góc góc gọi là huân chương của anh Hòa mà nãy anh có nói là bỏ bớt rồi đó, nhiều quá, rất là dễ thương luôn. Ôi mấy bạn nữ mà thấy cái này là mê mệt. Mấy anh đàn ông mà có tình yêu thương động vật mà nuôi mấy bạn này là cũng dễ lấy được cảm tình của mấy bạn nữ lắm nha. Trời ơi dễ cưng quá. Ơi cái cưng. Ok thank you em. Này chỉ là một cái góc nhỏ trưng bày ở trong quán thôi nha các bạn, chứ còn ở nhà còn rất là nhiều nè. Đó chủ nhân của những cái bé phóc sóc đỉnh cao rồi ha, những cuộc thi quốc tế quá trời đỉnh luôn. Ok chơi là phải nói là rất chịu đầu tư rồi, kinh nghiệm kiến thức và tài chính vô để đưa cái cuộc chơi nó lên đỉnh cao, tuyệt vời luôn. Nãy giờ đi một vòng là quá nhiều ha, giờ ngồi uống cà phê đi. Gặp rất là nhiều anh em thân thiết ở trong cái cuộc chơi bet này, rất là nhiều người có nhiều cái niềm đam mê. Nãy giờ kêu uống cà phê mà chưa có thời gian ngồi uống cà phê. Ok bye bye mọi người nha, bây giờ mình đi uống cà phê đây.